Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel Hệ Nhị Phân của mình. Thì tiếp nối series video về Excel ứng dụng, thì trong bài hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái file. Và nhiệm vụ của mọi người là sẽ tính ngày tháng năm sử dụng hàm date if. Thì yêu cầu đây là tính thời gian làm việc. Nếu mà số ngày lẻ của tháng mà lớn hơn hoặc bằng 24 ngày thì sẽ cộng thêm 1 tháng. Thì như mọi người thấy đây, ví dụ đây là cột C, chính là cột kết quả mà mọi người cần phải tính ra. Thì ví dụ như là cái dòng 4 này, thì nếu mà mình tính như bình thường như này thì nó sẽ là 05, 2 tháng và 27 ngày. Nhưng nếu ở trong trường hợp 27 ngày thì chúng ta phải cộng thêm 1 tháng, tức là 3 tháng và 0 ngày như ở cột kết quả bên này. Thì mọi người sẽ dùng hàm date if và sử dụng một vài mẹo để có thể tính được như thế này. File này trông vậy thôi nhưng mà cũng khá là khó đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Thì bây giờ mọi người sẽ xử lý cái file này và sau đó quay lại đây để đối chiếu với kết quả của mình làm. Thì đầu tiên mọi người tải cho mình cái file mình để ở dưới phần mô tả nhé. Thì sau khi mọi người tải về thì sẽ được một cái file như thế này. Thì nhiệm vụ của mọi người là cần phải tìm thời gian làm việc với yêu cầu là nếu mà ngày lớn hơn 24 thì sẽ cộng thêm 1 tháng đằng trước. Thì bây giờ mình sẽ gõ hàm để cho mọi người xem làm thế nào để có thể thỏa mãn cái yêu cầu của đề bài. Thì mình sẽ dùng hàm date if bình thường thôi. Thì hàm date if nhá. Đây là thời gian ban đầu và thời gian kết thúc. Thì bình thường thì mình vẫn tìm năm như bình thường thôi. Sẽ nối 5. Chỗ này thì không có gì khó khăn cả. Phải một cái cách một cái. Rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến tháng. Lại tiếp tục dùng date if. Đây là thời điểm ban đầu. Thời điểm kết thúc. 3. Rồi. Man. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái so sánh. Chỗ này là một cái mẹo. Thì chúng ta có thể tính cho trường hợp là nếu mà ngày lớn hơn 24 thì chúng ta sẽ cộng 1 vào trong tháng. Thì chúng ta sẽ dùng hàm để dấu cộng ở đây. Chúng ta tiếp tục dùng hàm date if. Chỗ này mở ngoặc một cái đi. Date if. Rồi. Bây giờ sẽ là như thế nào? Bây giờ thời điểm ban đầu vẫn là A3. Kết thúc vẫn là B3. Rồi. Chỗ này chúng ta sẽ tính cái ngày lẻ. Ngày lẻ sẽ là mà đi. Nếu cái ngày lẻ này mà lớn hơn hoặc bằng 24 thì ở đây sẽ hiện là true. True ở đây tức là 1. Đấy chưa? Mọi người 1. Thì nó sẽ cộng vào đây. Rất là ok luôn. Rồi chúng ta sẽ nối tiếp. Chỗ này sẽ là tháng. Rồi, giờ chúng ta sẽ tính về phần ngày. Ngày thì đơn giản thôi, cũng tiếp tục là date if. Hàm này hơi dài. Date if. Date if. Rồi, A3. Phải, B3. Và đây trên ngày lẻ sẽ nằm MD. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhân. Ở trên là cộng nhé, bây giờ sẽ là nhân. Để trong trường hợp nếu mà chúng ta đã cộng 1 vào tháng rồi thì tức là cái giá trị đó nó đã lớn hơn 24 thì chúng ta phải loại bỏ cái phần ngày đi, tức là cho nó bằng 0. Thì đây chúng ta sẽ dùng hàm date if tiếp. Mở ngoặc một cái đi. Date if. Rồi, tiếp tục A3, B3, vậy MD. Trường này sao? Trường hợp là nếu mà nhỏ hơn 24. Rồi. Rồi sẽ lỗi ở đây. Nếu mà nó lên điện, nếu mà nhỏ hơn 24 thì nó sẽ hiện giá trị true chứ bằng 1. Và nếu mà lớn hơn 24 là false thì sẽ hiện là 0. Thì đây gần là nếu mình dùng phép nhân mà thì cái phần ngày này nó sẽ bằng giá trị 0. Vậy là khi chúng ta đẩy tháng lên 1 ngày thì phần ngày đã trở về 0.
rất là hợp lý luôn. Rồi chúng ta đây là thằng này, chấm cái đây, xong rồi vào, rồi enter một cái, rồi chúng ta sẽ kéo xuống. Đấy mọi người nhìn chưa, mình sẽ gõ lại cái phần này nhá để cho mọi người xem và so sánh. Đây sẽ là date if này, thời gian bắt đầu này, thời gian kết thúc này, đây sẽ là year. Mở vào chúng ta sẽ lối ở đây, dấu nháy đây sẽ là 5, phải một cái và một nháy tiếp tục date if, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc này, bây giờ sẽ là tháng, tức là year month, tháng lẻ nhá. Tiếp tục đóng ngoặc này, nối vào đây cách tháng, mình làm đúng như bình thường nếu trong trường hợp không có điều kiện gì cả để cho mọi người thấy. Ngoặc vào ngày này, tiếp tục date if, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, và đây sẽ là Monday, đóng ngoặc dấu nháy cách phát này chấm. Ok, enter một cái. Mọi người thấy chưa? 05, 2 tháng và 27 ngày. Đây là trong điều kiện bình thường. Và khi qua cái điều kiện yêu cầu đề bài thì nó sẽ thành 05, 3 tháng và 0 ngày. Thì chúng ta cần phải thêm hai cái date if vào đây thì có thể tính toán được trong trường hợp là lớn hơn 24 hoặc lớn hơn bằng 24 hoặc nhỏ hơn 24. Rồi mọi người tham khảo cách này của mình để xử lý theo yêu cầu của bài toán. Thì cái mẹo đây chúng ta sẽ sử dụng hàm so sánh true for. True sẽ là 1 và for sẽ là 0. Chỗ này là cộng thêm 1 tháng và nhân 0 ở đây, nhân với 0 để loại bỏ trong trường hợp mà cái ngày mà nó lớn hơn hoặc bằng 24. Rất là ok luôn. Rồi mọi người hãy tham khảo cái file này để xử lý bài toán nhé. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong mọi người cách áp dụng hàm date if để tính ngày tháng năm với một số yêu cầu đặc biệt. Nếu mọi người thấy hay thì hãy nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào.